Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 55 năm thành lập trường Thiếu sinh quân, Bộ túc Công nông tỉnh An Giang. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Nưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Thư đến dự. Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Trần Anh Thư nhấn mạnh, ngay từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, thực hiện chủ trương của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, các trường thiếu sinh quân đã lần lượt ra đời, trong đó có trường Thiếu sinh quân tỉnh An Giang. Việc thành lập các trường thiếu sinh quân trong bối cảnh đất nước khó khăn thiếu thốn và đang chiến tranh thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Bác Hồ về việc đào tạo nguồn cán bộ cho đất nước. Cùng với các trường thiếu sinh cả nước, nhiều thế hệ giáo viên, học sinh trường Thiếu sinh quân tỉnh An Giang đã phát huy truyền thống vẻ vang, đóng góp quan trọng vào công cuộc kháng chiến, thống nhất nước nhà và tham gia vào sự nghiệp cách mạng của đất nước qua nhiều giai đoạn lịch sử. Thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Thư đã gửi đến quý thầy cô và cựu học sinh trường Thiếu sinh quân, Bộ túc Công nông tỉnh An Giang lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, an vui. Qua đó mong muốn các thế hệ thầy cô, cựu học sinh trường tiếp tục duy trì, truyền ngọn lửa nhiệt huyết ngày nào, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu cho thế hệ trẻ ngày nay, góp phần xây dựng quê hương An Giang nói riêng, đất nước Việt Nam nói chung ngày một giàu mạnh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Trong không khí kỷ niệm ngày Nam Bộ kháng chiến 23 tháng 9, các thầy cô và cựu học sinh trường Thiếu sinh quân An Giang đã ôn lại những kỷ niệm quý báu, cùng nhớ về những đồng đội đã ra đi ngày xưa, để cùng nhắc các thế hệ trẻ rằng độc lập dân tộc rất quý giá, như Bác Hồ đã dạy, không có gì quý hơn độc lập tự do.